Hôm 28 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cáo buộc văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng, OMB đặt rào cản cho quá trình chuyển tiếp. Nhưng trong bức thư gửi chủ tịch nhóm chuyển tiếp của Biden, các cao mang, giám đốc OMB sắp mãn nhiệm rút nói rằng tuyên bố này là không đúng sự thật. Tôi viết thư này để sửa chữa một số tuyên bố sai lệch mà các thành viên của nhóm chuyển đổi Biden đang tiếp tục đưa ra về sự hợp tác của văn phòng quản lý và ngân sách. OMB với nhóm của bạn, rút nói. Chúng tôi đã thực hiện hơn 45 cuộc họp với nhân viên của bạn để thảo luận về các vấn đề cụ thể. OMB chia sẻ thông tin về các chương trình đang diễn ra để nhóm chuyển tiếp có thể sử dụng thông tin đó phục vụ xây dựng các chính sách. Giám đốc OMB nhấn mạnh. Trước đó, quyền Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Christopher Miller khẳng định Lầu Năm Góc đang hợp tác đầy đủ với đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trong một tuyên bố, quyền Bộ trưởng Miller cho hay. Bộ Quốc phòng đã tiến hành 164 cuộc gặp với hơn 400 nhân viên và cung cấp hơn 5.000 trang tài liệu, nhiều hơn những gì mà đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden yêu cầu lúc ban đầu. Trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, nhóm chuyển tiếp của ông đã gặp phải rào cản từ các nhà lãnh đạo ở cả Bộ Quốc phòng và OMB đồng thời kêu gọi chính quyền Trump cung cấp thêm thông tin phục vụ cho quá trình chuyển tiếp. Chúng tôi đã gặp phải rào cản từ giới lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Hiện tại chúng tôi không nhận được tất cả thông tin mà chúng tôi cần từ chính quyền sắp mãn nhiệm trong vấn đề quan trọng của an ninh quốc gia. Theo quan điểm của tôi, đó là sự vô trách nhiệm, ông Biden nói, đồng thời cảnh báo sự chậm trễ như vậy có thể cho phép kẻ thù của Mỹ lợi dụng các lỗ hỏng bảo mật, làm tổn hại cho nước Mỹ. Ông Biden đã đặt nền móng cho cách giải quyết những thách thức mà ông sẽ phải đối mặt sau lễ nhậm chức hôm 20 tháng 1, trong đó có chấm dứt đại dịch COVID-19, xây dựng lại nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển giao quyền lực, ông trump vẫn cho thấy quan điểm không nhượng bộ tiếp tục cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử